rồi. Cổng trời, đây là cổng trời nha anh em nhá. Sướng sướng che mặt người ta. Đặt chó vô. Đâu có chó đâu. Chó đó kia. Đó. À đấy chị đấy chị đấy. Tí mày thôi. À và là tưởng tượng đấy đúng không? Phát Bình Hương. Đâu sang tàu bên kia còn có cả tàu bên kia nguyên gian gái đứng trên cái cảnh nữa nhỉ, có bài thơ 68 cái cảnh ấy. Nguyên gian gái tàu màu kìa. Bây giờ ấy, đừng kia ôi bây giờ ấy, ba nào ăn lại lên chân lên đấy chụp hình là đứng kiểu 68 ấy nguyên gian đã đứng làm người mẫu đây đấy, thấy không? Sướng hơn là đứng sóng đâu. Con có lên trên này xem không đẹp lắm con à? Con lên trên này xem không đẹp lắm. Đừng có ngó em ơi, ngó nó lụt đấy bây giờ. Rồi lên đi đẹp lắm con ạ. Không sao đâu, mọi người lên đây mà trẻ con lên đây mà, rồi thế nhá. Quảng những cây con mà quay đây này. Ngọn lắm bây giờ. Thôi quay này cái gì cảnh đẹp. Chụp mãi thế, từ bé chụp nhiều ảnh lắm rồi. Ra con lên con. Từ bé rồi chụp nhiều ảnh lắm rồi vẫn thế thôi. Con đá, con đẹp trai thế nào đứng đâu nhỉ? Thôi được nó chụp không? Chụp. Con tránh nha, để lại bác cái tàu bác lái. Con đứng hai bên. Đây, con đá cái rất đẹp. Bài thơ 27. Chắc thật thì yêu chứ. Đang ném mặt 68. Rồi, cứ tự nhiên thôi. 68 lục phát thì chỉ 27. Kìa, khách bên kia đang quay phim chụp ảnh kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ.
tôi đi du lên mình đấy này. Biển quá là đại bàng bắt cá đấy. Hai con. Xuống đi, đi đâu đi nhá, thích lên 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 đâu chắc. Bây giờ để bố ra nhìn, bố qua đây. Qua đây để bố ra nhìn, xuống 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 này, bố ra nhìn, phải xuống. Đây cho con xuống đi. Tàu họ chúng ta ăn đây thôi, cho một ngày bạn cảnh trên tàu thôi, chẳng thăm gì nữa. Đây, tất cả các tàu đều đứng ở đây để mọi người thăm bạn cảnh thôi. Úi, đúc nhau cũng dầm dầm. Ngã xuống đi con bơi đi nha, đừng có bố cũng không đoán được. Anh nha, đừng có lái tàu. Có tàu có nuôi lợn à? Nuôi lợn chứ, giống cảnh cuộc sống bình thường. Đây là hoạt trồng mái nha các bạn nhá. Bà xã mình đang chụp ảnh. Thôi chụp nhiều lắm rồi. Thôi được rồi, bố chụp nhiều lắm rồi. Cái đoàn chụp máy nhá. Hả? Ôi đặt nào đặt, người ta tưởng tượng bịa chuyện đặt cho hấp dẫn. Con này cẩn thận rơi xuống đấy nhá. Đây chị hoạt trồng mái các bạn nha. Cái rồi, tao lại có cái ngôi trường cao này. Hơn, tiền nhiều hơn, tiền nào của đây. Tao nói chân thường ngôi trường.
Có chứ con ạ. À, hôm nay ai bị ngã rồi người ta vứt xuống để ôm hay sao con ạ? À? Ừ. Đấy, tàu siêu tốc đây. Con ơi. Con xem nhìn tàu siêu tốc này. Tàu siêu tốc khỏe, nó bỏ đi chơi. Bỏ đi tàu này không? Đúng rồi. À, cano hả? Bỏ đi nhanh hơn cái tàu, đi nhanh hơn cái tàu này. Đi tàu nhanh hơn tàu này. Nhanh đến bây giờ bọt lên này. Ừ, đấy, đi thế. Sóng mà bảo vệ. Đợt bỏ đi ra cổ đao tràm đi cái tàu khác. Nhanh mà. Tàu đã về đến bến. Thôi. Yeah.